Alo, xin chào cả nhà ha. Nên mình sẽ có ít cá nhồng nha các bạn. Đây, cá nhồng ha. Bây giờ mình sẽ sơ chế nó nha. Ơi, cái nhồng này mình sẽ nấu với mướp và mồng tơi nha các bạn, nấu canh ha. Ok ha, cái này mình đã làm sạch ha. Gia vị mình làm đây. Rồi để riêng đây. Đây, hành củ ha. Hành củ tím nè, hai trái ớt. Với lại bốn cái đầu hành ha. Rồi. Rồi các bạn sẽ đặt nhập đây ha. Rồi, mướp mình sẽ cắt ra ha. Cái này xong mình sẽ bắt cái nồi xong nha các bạn. Nó muốn này mau đấy vậy. Sẽ cho mức vào nhé. Mức sâu bắt đầu mình sẽ bỏ cá vào các bạn ha. Rồi, mình sẽ cho một ít gia vị nha các bạn. Mắm
hai giá nha. Ba muỗng các bạn ạ. Cần no. Chua. Ít muối nha các bạn. Rồi. Cho mình cho cá vào ha. Bắt đầu mình bỏ cá vào nha các bạn. Cá này nó rất mau chín nha các bạn. Xoay là bắt đầu mình bỏ vô là tầm 5 phút là mình tắt lửa nha các bạn. Kể cả mồng to nè. Nó cũng mau chín luôn, mình bỏ vô luôn ha. Tao này là bỏ vô tầm 2 phút là mà nước sôi này là nó chín rồi. Cái này cá nhồng hả bạn? Cá nhồng nấu canh mồng tơ mướp ha. Ok xong. Cho tí tiêu vào ha. Đây. Để nắp đây. Tầm 2 phút là đầu mình tắt rồi bạn. Rồi. Nó bắt đầu sôi các bạn. Như vậy là mình tắt lửa được rồi ha. Mồng tơ chín, cá này nó rất mau chín ha. Bỏ vô nước sôi là tầm cỡ 2 phút là nó chín liền các bạn à. Các bạn mà để lâu quá là rụt cá nó mềm, nó ăn không ngon ha. Như vậy là được rồi ha. Rồi, mình tắt lửa nha. Rồi, bỏ thêm một ít hành ngò với quế nha các bạn. Cho món ăn nó thêm hơn ha. Rồi. Đấy, món ăn mình nó rất là thơm nhờ cái gia vị này nè. Rồi, ok, xin chào cả nhà ha. Chúc cả nhà có một bữa trưa thật là ngon miệng ha. Cả nhà nếu mà thấy hay thì hãy cho mình một lượt đăng ký và một lượt like nhé. Xin chào và hẹn các bạn ở clip sau nhé.